Xin chào các khán giả của Tri Thức Việt. Tình hình COVID-19 tại Campuchia đang diễn biến phức tạp và giới chức phải gấp rút tiêm chủng cũng như thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn virus lây lan. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO Lee Ireland cảnh báo Campuchia đang đứng bên bờ vực thảm kịch quốc gia do COVID-19. Hệ thống y tế Campuchia có nguy cơ vỡ trận và gây hậu quả thảm khốc nếu không thể ngăn chặn được đợt bùng phát. Vậy những kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia lúc này như thế nào? Hãy cùng Tri Thức Việt tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Hiện nay, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia có gần 30.000 người, chủ yếu tập trung tại các quận Chaba Apo, Rusekel và Prek Pono, tại thủ đô Phnom Penh. Ông Sin Chi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia chia sẻ rằng, đợt bùng phát COVID-19 dẫn tới lệnh phong tỏa gây ảnh hưởng nặng ở các quận trung tâm thủ đô, không phải là nơi sinh sống của đa phần người Khmer gốc Việt. Tuy nhiên, bổn phận trung tâm thủ đô lại là khu vực mà đa số bà con thường lui đến mua bán, đặc biệt là những khu chợ lớn trong địa bàn. Tình hình vì vậy đang gây ảnh hưởng rất lớn đến bà con Khmer gốc Việt ở Phnom Penh. Chợ Aurusei ở khu trung tâm Phnom Penh có khu vực tập trung đông đảo tiểu thương gốc Việt. Nơi này có hoạt động buôn bán còn nhộn nhịp hơn cả cộng đồng gốc Hoa và người Khmer cùng địa bàn. Đã có ít nhất 3 trường hợp trong cộng đồng người gốc Việt mắc COVID-19. Vợ chồng chị Ni Chi Hua, một gia đình Khmer gốc Việt sinh sống gần chợ Aurusei cho biết họ sống đối diện khu vực cách ly chống dịch. Lệnh phong tỏa tuần qua được ban bố một cách quá đột xuất nên hai vợ chồng không kịp chuẩn bị trước. Đến tầm 17 đến 18 giờ ngày 14 tháng 4, họ thấy mọi người vác đồ về quá trời, hỏi ra mới nghe là sắp phong tỏa. Chồng chị Ni Chi Hua chia sẻ, quận của tôi có rất nhiều ca bệnh, chỉ băng qua lộ là thấy người ta đang bao vây hết rồi. Không cho ai ra vào, tình hình nguy hiểm, cả nhà tôi không dám đi đâu từ mấy ngày nay. Trong gần 14 tháng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và Campuchia phải siết chặt kiểm soát biên giới, gia đình anh mất đi nguồn thu nhập từ du khách nước ngoài. Cả nhà đang trông cậy vào việc mua bán nhỏ lẻ của chị Ni Chi Hua, nên đợt phong tỏa này càng khiến kinh tế thêm khó khăn. Ao Chani, một hướng dẫn viên du lịch gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Campuchia, chia sẻ đại dịch đã đẩy gia đình vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chị Ao chia sẻ, ông xã chị cũng làm du lịch chuyên tiếng Tây Ban Nha, chị làm tiếng Anh và tiếng Việt. Ở Siem Reap này thì chỉ sống bằng du lịch thôi, không có thì cực lắm. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, trung bình hai vợ chồng chị kiếm được khoảng 1.000 USD trên một tháng. Khoản thu nhập này giờ đây không còn. Không chỉ thế, chị Ao đã vay để sửa sang nhà cửa tại Siem Reap trước khi đại dịch ập đến. Ngân hàng đã giãn nợ cho gia đình chị chỉ đóng tiền lãi mỗi tháng và tạm ngừng trả nợ gốc. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi Campuchia siết kiểm soát nhập cảnh, hai vợ chồng cũng không còn sức trả tiền lãi ngân hàng, dẫn đến cảnh nợ chồng thêm nợ. Dù có phần hoang mang về tình hình, đông đảo người gốc Việt ủng hộ phong tỏa là bước đi cần thiết để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Chị Ao đồng tình, nếu chính phủ Campuchia không có biện pháp mạnh tay, tình cảnh khó khăn chỉ kéo dài thêm nữa. Theo Phnom Penh Post, Cơ quan Y tế Campuchia tính đến ngày 18 tháng 4 đã tổ chức tiêm ngừa COVID-19 cho hơn 1,2 triệu người trên cả nước. Hoạt động những ngày qua vẫn được duy trì ở các vùng Phnom Penh, Tham Mau dù bị phong tỏa và việc đi lại giữa các tỉnh thành phải hạn chế. David Dương, 29 tuổi, một dược sĩ gốc Việt thuộc nhóm ưu tiên đã được tiêm mũi thứ nhất vaccine Sinovac do Trung Quốc cung cấp cho Campuchia. Một ngày sau khi tiêm, David bị sốt nhẹ, mệt mỏi và sức khỏe nhanh chóng hồi phục trong ngày tiếp theo. Chị nói, vaccine là một trong nhiều biện pháp ngăn lây nhiễm COVID-19 mà người lao động trong mảng y tế tại Campuchia được cung cấp, bên cạnh trang bị bảo hộ như khẩu trang và tấm chắn mặt. Theo ông Sim Chi, Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với Bộ Ngoại giao Campuchia về việc hỗ trợ tiêm vaccine cho doanh nghiệp và người lao động thuộc diện đầu tư sang Campuchia. Riêng với cộng đồng người Khmer gốc Việt, bà con gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu vì đa số chưa có quốc tịch. Ông nói, phần đông bà con chỉ có thẻ ngoại kiều, còn được gọi là thẻ vàng, được cấp bởi Tổng cục Di trú của Bộ Nội vụ Campuchia. Tuy nhiên, sau khi Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia phối hợp làm việc với Bộ Nội vụ và 25 tỉnh thành của Campuchia, trên 10 tỉnh thành đã đồng ý cho bà con có thẻ vàng đang sinh sống hợp pháp tại Campuchia được đăng ký tiêm. Người gốc Việt tin tưởng vaccine sẽ giúp họ sớm vượt qua đại dịch, chị Ni cho biết.
chất lượng vaccine bao nhiêu phần trăm thì mình không biết rõ được, nhưng mình hiểu là tiêm ngừa để được an toàn và mình muốn được tiêm. Bộ Y tế Campuchia chiều ngày 27 tháng 4 thông báo, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 508 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên tới 11.063 người, bao gồm 3.704 trường hợp đã bình phục và 82 người không qua khỏi. Trong khi cả năm 2020, quốc gia Đông Nam Á chỉ ghi nhận khoảng 500 ca bệnh. Báo Khmer Times ngày 10 tháng 4 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen thừa nhận, sự cố ổ dịch cộng đồng ngày 20 tháng 2 không hề chậm lại mà ngày càng trầm trọng hơn, kể cả khi chúng ta đã áp đặt các biện pháp hạn chế. Quản lý yếu kém trong một số lĩnh vực đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, khiến số ca bệnh tăng lên. Ngoài ra, việc biến thể B.1.1.7 phát hiện đầu tiên tại Anh dễ lây lan hơn đã xuất hiện ở Campuchia vào khoảng giữa tháng 2 năm nay cũng được tin góp phần làm số ca mắc tại nước láng giềng Việt Nam tăng tới mức kỷ lục. Đại sứ Vũ Quang Minh cho hay, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành và chính quyền sở tại phải áp dụng nhiều biện pháp kiên quyết để chặn đứng chuỗi lây nhiễm, đời sống của người dân Campuchia nói chung và của cộng đồng người gốc Việt tại nước này nói riêng đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều kiều bào lo lắng và hoang mang vì lần đầu phải sống trong tình cảnh cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt. Nhằm giúp bà con gốc Việt vượt qua cơn khủng hoảng, Đại sứ quán cùng hai tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk Vinli và Battambang thời gian qua đã nỗ lực phối hợp với Tổng hội Khmer Việt Nam và các chi nhánh trên khắp Campuchia vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp quyên góp tiền, nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, đồng thời tổ chức phân phát đồ cứu trợ kịp thời cho những cộng đồng đang lâm vào tình cảnh khó khăn nhất. Từ đầu tháng 3 tới nay, các cơ quan đại diện Việt Nam và Hội Khmer Việt Nam đã tiếp nhận và phân phát trực tiếp hàng cứu trợ thiết yếu, bao gồm hơn 60 tấn gạo, 2.500 thùng mì ăn liền, 120.000 khẩu trang, hơn 5.000 chai dung dịch sát khuẩn, tới hơn 3.500 gia đình kiều bào. Trong ngày 28 tháng 4, Đại sứ quán và Hội Khmer Việt Nam dự kiến tiếp nhận 2 tỷ đồng cùng một số nhu yếu phẩm của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và 20 tấn gạo cũng như một số khẩu trang, nước sát trùng cho bà con gốc Việt tại Campuchia. Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam cùng Hội Khmer Việt Nam đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động bà con gốc Việt nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tuân thủ nghiêm các quy định và chỉ dẫn phòng chống dịch của địa phương cư trú, đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19, không đi lại tự do và tìm cách vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm tăng nguy cơ lây lan virus và gây khó khăn cho các cơ quan hữu quan đang phải căng mình chống dịch. Đại sứ quán và hai tổng lãnh sự quán cũng theo dõi sát sao các sắc lệnh của chính quyền sở tại, tình hình tại những điểm nóng về dịch để có thể trợ giúp kịp thời và thiết thực cho cộng đồng gốc Việt. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, hy vọng đồng bào ta ở nước ngoài hãy tuân thủ các chính sách nghiêm ngặt mà nước sở tại ban hành, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho chính bản thân và gia đình. Hãy cùng chung tay góp sức để đẩy lùi đại dịch COVID-19 các bạn nhé! Hãy tham gia chia sẻ, đóng góp ý kiến của mình với Tri Thức Việt ngay trong phần bình luận dưới video này. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.